nay co cho lát cho rập ô mô tô ọt bún chỉ tràn kướng nơi stong bò rây kê là Coi cho lát đi chỉ thiên nhiên phnom penh nơi bật ngay tìm mập hay bầm bì khai tập lá cho nam phì bò nập ràm ní bàn cho tài can tì tăng lộ mô tô chỉ tràn cần lái nơi khnong khan bầm bì mẹ gà rá hai bàn rộng hơi mô tô dưới đi tùm nơp chỉ tràn kướng đã không biên lì khát xa nam trầm trầm លោកភេសុមនីប្រធានសាខាកុយប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿងដែលពុំមានឯកសារត្រឹមត្រូវបានក្រុមត្រូវបានក្រុមរបស់លោកធ្វើការរឹបអូសពីស្តង់បរិយាកាសក្នុងសង្កាត់វាលវងយកទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យដើម្បីអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីគូបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ban âm pi và níu ai mà cha diên dún mô tố đài phùng toàn bằng phun trôi luôn từ bằng phun lẹ hàn bằng phun ở ban trầm trai một nụ